Thông tin từ Bộ Y tế ngày 14 tháng 5 cho biết, tính từ 18 giờ ngày 16 tháng 4 đến nay, cả nước đã tròn 28 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội đã quyết định dỡ bỏ phong tỏa thôn Đông Cửu, nơi ghi nhận ca mắc COVID-19 cuối cùng trong cộng đồng. Đến thời điểm hiện tại, tổng số người cách ly do tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 13.719. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 324, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 7.254, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 6.141. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 6 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 11 ca. Về tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân nặng, theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân 91 đang rất nguy kịch. Bộ Y tế đã giao các bệnh viện nhanh chóng sắp xếp để có phương án ghép phổi cho bệnh nhân. Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về hiến ghép mô và bộ phận cơ thể người cho biết, đã có 2 người đăng ký hiến tạng cho bệnh nhân 91. Tuy nhiên, một người có phổi bị tổn thương, người còn lại phổi không phù hợp nên vẫn chưa có phổi để ghép cho bệnh nhân 91. Còn bệnh nhân số 19 đang hồi phục rất tốt, sức khỏe ổn định. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.